Vừa qua, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn quốc tế nâng cao năng lực chuyên môn cho các nhân viên xét nghiệm và hệ thống phòng thí nghiệm. Sự có mặt của Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Sear cho thấy đây là một trong những hoạt động quan trọng mà chính phủ Mỹ thực hiện cùng các đối tác quốc tế trong việc xây dựng mối quan hệ và chuyển giao công nghệ. We have two goals from this training. Qua lớp tập huấn này, chúng tôi mong muốn đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là sau khóa học, các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sẽ được trang bị được các tiêu chuẩn quốc tế trong kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Các tiêu chuẩn này cũng như một ngôn ngữ quốc tế vậy. Do đó, cho dù bạn đến từ bất kỳ quốc gia nào, việc kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm sẽ có lợi cho người dân ở chính quốc gia đó. Mục tiêu thứ hai là giúp các kỹ thuật viên ở các quốc gia khác nhau có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với nhau. Mục tiêu của chương trình nhằm tập huấn, nâng cao năng lực cho các học viên là các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Papua New Guinea. Ngoài ra, lớp tập huấn còn giúp đánh giá hiệu quả phương pháp Quatcher là phương pháp phân tích chất bảo quản thực vật trong rau quả, và giới thiệu kỹ thuật sắc ký khí phổ áp suất thấp nhanh đến phòng thí nghiệm và các học viên. Giảng viên của lớp tập huấn là các cán bộ của Phòng Nông nghiệp Hoa Kỳ. Các học viên khi tham gia lớp tập huấn sẽ được học lý thuyết về các phương pháp phân tích chất bảo vệ thực vật và học thực hành trên các thiết bị thí nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Ngộ độc thực phẩm là một vấn đề lớn tại Papua New Guinea. Do đó, tôi hy vọng sau lớp tập huấn này, tôi sẽ có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc kiểm nghiệm an toàn thực phẩm để giúp đỡ người dân nước tôi. Khi về nước, tôi cũng sẽ hướng dẫn lại cho những người khác kiến thức mà tôi đã được học tại đây để họ có thể kiểm nghiệm thực phẩm tốt hơn, không chỉ trong phòng thí nghiệm mà còn là cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong thực tế. Cái phương pháp phân tích trong khóa huấn luyện này là phương pháp nó gọi là Kaiser, là dùng để phân tích các cái hóa chất bảo vệ thực vật trong các cái mẫu rau quả dựa trên 5 yếu tố. Thứ nhất là quick là tiếng Anh là nhanh. Thứ hai là easy là dễ làm. Cái thứ ba là cheap là rẻ. Cái thứ tư là rất là ổn định. Cái thứ năm là safety là an toàn. Tức là 5 yếu tố này nó cấu thành cái phương pháp này và nó sẽ là cái phương pháp mà hiện đại được. Đã được ứng dụng rất nhiều trên thế giới, cũng như là Việt Nam mình là đã có một loạt phòng thí nghiệm ứng dụng. Thì cái đây là sau cái khóa học này thì chúng tôi sẽ ứng dụng phương pháp này trong thực hiện kiểm nghiệm an toàn. Dù chỉ diễn ra trong vòng một tuần, nhưng lớp tập huấn quốc tế nâng cao chất lượng phòng thí nghiệm là cơ hội tốt để các kỹ thuật viên Việt Nam cũng như các quốc gia khác trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và các phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.